gì đó rồi. Em chụp hình mẫu á, nhưng mà cái camera nó mờ quá à. Bán đồ vậy? Ừ, chụp mấy mẫu đồ á. Mật khẩu máy. Mờ dữ không? Anh coi giùm em ơi, nó mờ quá, không cái hình không được đẹp, nó không được rõ luôn á. Chụp chụp bình thường nó cũng mờ hay sao? Ừ, chụp bình thường nó cũng mờ đó. Camera sau nè. Có nước mà đó. Chụp trước thôi. Đó, chụp trước thì bình thường nè. Có thì mờ cam vậy? Thì đó, nó tự nhiên nó bị mờ. Phải ngồi yên ai đấy, anh chụp hình anh tắm ai. Mờ thiệt. Có bị hơi camera cái gì phải không? Hay là không biết có bị dính nước gì không á? Kỳ vậy. Ủa sao kỳ vậy ta? Ủa vậy em có chụp camera 360 độ không? Ông em xài B12 không à. B12. Nhưng mà cái camera trước này thì thấy rõ, nhưng mà camera đằng sau nè. Rõ quá nè. Trời, nhìn cũng mảnh tổng, có đẹp trai lắm nha bạn. Camera đằng sau á, nó sao bị hả? Hơi mờ. Anh coi. Để em chụp em. Ôi mờ thiệt, mờ cam luôn nè. Đi chụp đồ với ai mà coi mua. Mặc đồ này chụp ra nó bán luôn hả? Ừ. Ồ, em bỏ trong túi quần hay về bởi chìa khóa gì chạy hết trơn cái ống kính rồi nè. Ờ, chắc anh để cho túi xách á, cái cài vô mấy cây son á. Dạ. Nè chắc thay ống kính mới luôn á. Thì em định đi thay nè, con hứa được thì anh làm em, còn không thì em đi thay. Dạ. Nó bị mờ mờ. Quá trời trời luôn, chạy sâu sâu luôn, để vô túi xách chắc cọ mấy cái mà chạy được trang điểm gì vậy. Nhiều khi em để trên bàn hả? Bàn kia. Bây giờ anh có cái cách cắt này em cắt cột cho được nè. Tạm ổn luôn đó nha. Nhà bây giờ nhà em có gì? Kem đánh răng không? Có, kem đánh răng có. Với có giải dụng không? Giải thun á. Ờ có. Dạ, bây giờ anh đi vô đi. Em lấy cho anh sẽ cắt cục cái này cho. Kem răng với giải không? Ừ, chỉ hai món thôi. Vậy anh đợi em xíu nha. Ừ. Chạy chơi mà. Đây là đại gia đình đây. Cái điện thoại của Liên Ngô rất là chạy luôn nha bà đại gia đình. Đây là camera sau đây. Tại camera trước thì nó ở trong cái màn hình. Đây còn camera trước thì nó không có chạy nha, nên chụp hình nó sáng. Còn camera sau chạy quá trời chạy luôn rồi. Thì bây giờ mình sẽ chỉ cho Liên Ngô cũng như là đại gia đình mình biết một cái cách mà để khắc phục cái lỗi mà camera bị mờ nha bà đại gia đình. Chờ Liên Ngô đem đồ vô đi, rồi mình sẽ chỉ với đại gia đình luôn nha. Chỉ cần là giải với kem đánh răng thôi. Giải chưa? Giải này được không? Ừ, giải đi em nè. Giải thun mới được nha. Ừ. Nè, bây giờ mình sẽ chỉ cho nha. Như Liên Ngô với đại gia đình nè. Đây, cái bề cam này rất là chạy. Đây. Thì mình sẽ dùng là kem đánh răng. Đây, kem đánh răng đây. Mình nặng một ít vô miếng giải nha. Đây. Một tí vô miếng giải được rồi. Xong xa xa miếng giải lại cho nó nè. Đây cho nó răng nè, cho nó răng nè màu trắng luôn. Mình sẽ chà nha. Đặt lên mình chà, chà vừa vừa được coi. Đó. Chà lâu thiệt lâu luôn nha. Là nó sẽ là nó bị khoảng 10 phút anh. Hả? Chà hoài hoài, chà cho kem ra cảm thấy dây dép mà kem đánh răng nó khô lại luôn á. Là mình nghĩ nha, để em để lên đây chà cho. Bảo đảm em luôn là camera sẽ trong lại đàng hoàng y như điện thoại mới mua luôn, tin không? Nếu được tính sao đây nghe đại gia đình, bây giờ mình để cho mình chà hoài luôn, chà cho tới kem đánh răng mà nó khô lại luôn á. Sao mình chà thêm một cuộn nữa là nó liền cái kiếm lại luôn hả? Không, nó sẽ hết chạy, tại kem đánh răng này nó có một cái chất mà ăn mòn á. Nó sẽ mòn cái lớp ở ngoài ra và nó sẽ sáng lại. Bây giờ mình sẽ chà nha. Nào, hoặc là em có thể là chà cái kiếm màn hình mà thì cũng được luôn nè, cho nó sạch luôn. Nếu nó đi chà khoảng 3 quận nha, mình phải thấm vừa ít ít được rồi, đừng có nhiều quá nha, nhiều quá thì sợ nó vô lỗ mít này nọ đó.
em thấy nó hơi bóng bóng rồi đó anh. Ừ. Đó, sáng lên thấy không? Mình lấy miếng khác đi. Thấy sáng là thấy láng lại chưa? Láng, hay dữ ta. Trời, cho nó gan hiệu quả lắm đó nha. Đây nè, thấy không? Nè, đợi giờ lên đây. Thấy chà một lát không? Nhìn cam gà nó sáng lại nè. Ừ. Mới to luôn một. Nó không còn bị chày luôn á. Nè, còn nhưng mà còn chảy ít rồi. Thấy không? Quả luôn cho nó sáng ra. Mà chỉ đợi gia đình mình nó là có thể là dùng giải cũng được hoặc là dùng bông gòn cũng được nha. Mình có giải thì mình chà giải thì cho tốt hơn. Yên không? Nhưng mà giải đừng dính cát à, dính cát đưa vô một cái là bay luôn. Đó. Thấy sạch chưa? Để em vệ sinh máy luôn cho. Vệ sinh máy bằng kem đánh răng cũng rất là hiệu quả nha. Nó sạch là bóng hới điện thoại luôn. Đơn giản gì mà không biết luôn á trời. Trời ơi. Cách rất là đơn giản luôn á. Đây là cái cách mà để khắc phục mà lỗi cam là camera mà nó bị mờ. Ờ. Nó bờ mờ hoặc bị nhè hoặc nè đó. Thì mình sẽ mình sẽ khắc phục bằng cái kiểu này nha. Bây giờ mình sẽ mở camera lại cho đại gia đình mình coi. Nè, camera đẹp sáng chứng rồi nè. Không, camera sao kìa. Hả? Anh lộn rồi đó. Sao hả? Sao? Trời, hàng trên bật cái hình anh hoài luôn. À, con ra sao nè, thấy không? Nè, sáng lên nè. Nè, em nè, thấy không? Nè, nhìn hình em sáng chân lên, thấy không? Nó trong lại đó. Để chụp cho giờ tấm hình. Nhìn hình nó biết liền. Nãy chụp mờ câm, bây giờ chụp nè. Sáng lên, thấy không? Nè, anh cầm thử rồi, sáng chưa? Cầm gọi cái gì đấy? Nè, chụp anh nè. Ô, sáng không? Sáng không? Được không? Được, được. Em không? Được rồi. Trời ơi, vậy. Mới mốt á, là có gia đình hoặc gì đó, là có ai mà bị cái mà cái camera mà bị chạy, bị xước nữa. Thì mình dùng camera, mình dùng cái kem đánh răng á. Ờ. Mình sẽ nhíp, nhíp vô miếng giải miếng, mình chà. Thì làm ăn giống anh hồi nãy vậy, đúng không? Ừ. Hoặc là cái kiến trên này nè, cái kiến nó bị chạy chút đỉnh á. Ừ. Mình cũng lấy cam đánh răng mình chà lên vẫn được luôn. Đơn giản cách này rất là đơn giản luôn, nói chung mà ai cũng sẽ làm được. À, cái cách này rất là đơn giản, ai cũng làm được nhưng mà ít người biết. Đúng rồi, anh đơn giản vậy luôn, em thấy anh làm mới biết chứ, chứ gì không sao biết được. Thấy không? Nè, sáng trưng lại luôn nè. Đã gia đình mình đây, nhìn cam ra nè. Sau khi mình chà nè, sáng cực kỳ không? Ừ. Mới tan luôn bộ. Trả tiền đi, chứ không làm được. Tối đi ăn đi. Tối đi ăn nha. À, thì đợi giờ đây, đây là một cái cách mà để khắc phục là camera nó bị chạy xước hoặc là bị mờ nha đại gia đình. Thấy em thấy cái này hiệu quả ok không? Hiệu quả ok thì đi, nếu mà anh có đăng cái clip này thì em hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết rộng rãi thêm để cho người ta khắc phục những cái lỗi này, khỏi bắt công phải thay kính camera hoặc là vệ sinh sườn nữa, cho bằng kem đánh răng rất là ok. Đây chỉ là một cái kem đánh răng thôi. Thôi nếu mà mọi người thấy mà clip này có hữu ích á thì đừng quên comment, like hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng biết để mình khắc phục những cái lỗi này nha. Tại vì phụ nữ thì hay là Sophia chụp hình tự sướng là như Liên Ngô nè, bán đồ online nè, bởi vì chụp hình hơi nhiều nè. Chụp dạ, chụp clip mà tới camera tưa hết trơn. Thôi, cầm về đi. Dạ, nè, trả nè. Sao điện thoại hao quá trời, hao hư hoài luôn.